Ngự Tam Gia là bộ ba gia tộc hùng mạnh trong thế giới Jujutsu Kaisen. Họ có tầm ảnh hưởng và uy tín khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Mỗi gia tộc đều có những thuật thức bí truyền của riêng mình, bao gồm gia tộc Gojo với vô hà hạn và lục nhãn, gia tộc Zenin với kho chú cụ khổng lồ và thập trục ảnh pháp thuật. Cuối cùng là gia tộc Kamo với thuật thức liên quan đến máu, nổi bật là xích huyết thao thuật. Vậy hôm nay, hãy cùng Anime Rewind chúng mình tìm hiểu về gia tộc Zenin, cũng như trả lời câu hỏi liệu gia chủ của gia tộc Zenin ở thời điểm hiện tại, Megumi Fushiguro, đã chết chưa nhá. Cảnh báo video sẽ chứa những chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Như đã nói ở trên, gia tộc Zenin thuộc một trong ba gia tộc lớn của Ngự Tam Gia. Chính vì vậy, trong lịch sử của gia tộc này đã nảy sinh ra nhiều vấn đề từ chính địa vị cao quý được ban cho họ với tư cách là một gia tộc lớn. Gia tộc Zenin coi trọng những người có tài năng và sở hữu chú thuật mạnh mẽ hơn tất cả. Họ sẵn sàng rũ bỏ những thành viên trong gia tộc nếu như người đó không thể hiện bất cứ tài năng chú thuật nào. Ngay cả một chiến binh mạnh mẽ như Toji Fushiguro, hay trước đây tên của ông là Toji Zenin, cũng bị chính gia tộc mình chối bỏ vì không sở hữu chú lực do ảnh hưởng của thiên dữ chú phược. Điều này khiến ông quyết định rời bỏ gia tộc, thậm chí còn thay đổi họ thành Fushiguro như chúng ta đã biết. Một điều tương tự cũng xảy ra với Maki Zenin, khiến cô cũng quyết rời bỏ gia tộc để trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ, như một cách để chọc tức những thành viên trong gia tộc. Nói một cách đơn giản, Maki đang muốn chứng minh cho đám người trong gia tộc thấy rằng, dù bản thân cô không có khả năng sử dụng chú thuật, nhưng vẫn có thể trở thành một chú thuật sư tài giỏi. Quả thật là cô đã làm được điều đó, tuy nhiên chính nhờ địa vị cao quý của gia tộc, họ đã hết lần này đến lần khác, tác động đến việc thăng cấp của Maki, đồng thời ép buộc người em song sinh của cô là Mai Zenin, người có khả năng sử dụng chú thuật nhưng lại vô cùng yếu đuối, trở thành một chú thuật sư, thứ mà cô ấy luôn chối bỏ. Tất nhiên, là một gia tộc được xây dựng dựa trên hình mẫu của thế hệ cũ, nên việc trọng nam khinh nữ là chuyện chắc chắn xảy ra trong gia tộc Zenin. Phụ nữ trong gia tộc này bắt buộc phải xinh đẹp và ngoan ngoãn, là thành viên hoàn hảo của gia tộc với những kỳ vọng phi thực tế so với thành viên nam trong gia tộc. Người con trai của Toji, tên khai sinh là Megumi Fushiguro, chứ không phải mang họ Zenin, ban đầu được nuôi dưỡng bên ngoài gia tộc. Nhưng gia tộc Zenin vẫn sẵn sàng trả một số tiền hậu hĩnh để mang cậu trở lại gia tộc. Tất nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Megumi khi được sinh ra đã mang trong mình tương truyền thuật thức của gia tộc Zenin, thập trùng ảnh pháp thuật. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của Gojo Satoru, Megumi đã được đưa đến trường cao đẳng chú thuật Tokyo và trở thành một chú thuật sư. Trên tất cả, cậu cũng khẳng định rằng bản thân mình không còn mối liên hệ nào với gia tộc Zenin. Naobito Zenin là người đứng đầu gần đây nhất của gia tộc trước khi qua đời trong những sự kiện diễn ra ở Shibuya. Ông ta là hiện thân của những lý tưởng nói trên của gia tộc, bên cạnh sự ác cảm sâu sắc từ lâu đối với gia tộc Gojo. Theo di chúc để lại trước khi qua đời, Naobito đã để lại mọi thứ cho con trai của ông là Naoya. Thanh niên này rất giống với người cha của mình, là hiện thân của những truyền thống đầy vấn đề của các gia tộc lớn. Mong muốn trở thành người đứng đầu gia tộc khiến Naoya công khai chào đón cái chết của cha mình mà không có bất cứ một cảm xúc đau buồn nào, thậm chí là thể hiện sự vui sướng trước cái chết của ông. Nhưng quá đen cho Naoya khi sự vui sướng của hắn chẳng tồn tại được bao lâu. Trong di chúc của cha hắn để lại, có kèm theo một điều khoản khiến giấc mơ trở thành người đứng đầu gia tộc của Naoya đều đi vào di vãng. Điều khoản đó quy định, nếu như Gojo Satoru chết hoặc mất khả năng nhận thức vì bất kỳ nguyên do gì, thì người thừa kế gia tộc Zenin chính là Megumi, chứ không phải là Naoya. Đây là thỏa thuận bằng văn bản giấy trắng mực đen rõ ràng. Ngay từ ban đầu, Naobito luôn có ý định biến người sử dụng được thập trùng ảnh pháp thuật như Megumi trở thành người đứng đầu của gia tộc. Nhưng vì có sự can thiệp của thầy Năm nên thỏa thuận đó vẫn chưa được thực hiện. Chỉ đến khi Satoru bị phong ấn vào ngục môn cương, hành động cuối cùng của Naobito là đảm bảo rằng Megumi sẽ được đặt làm người đứng đầu gia tộc. Bị mắc kẹt trong cuộc tranh giành quyền lực chính trị, Naoya không ngần ngại công khai ý định giết Megumi. Megumi biết được việc thừa kế tài sản của gia tộc Zenin từ Maki. Đương nhiên, Megumi không có hứng thú với việc trở thành thành viên của gia tộc chút nào. Chứ đừng nói đến chuyện trở thành người đứng đầu trong gia tộc đó, nên cậu đã từ chối. Megumi đã sẵn sàng từ chức để Maki có thể trở thành người thừa kế của gia tộc, nhưng cô biết sẽ không có ai chấp nhận mình. Maki rất nghiêm túc về chuyện này, cô cũng nói cho Megumi biết rằng bản thân cậu sở hữu thuật thức kế thừa của gia tộc và Satoru cũng rất yêu ái cậu. Maki tin rằng mình không đủ khả năng để thực hiện nó vì cô không thể biến gia tộc thành nơi Mai thuộc về. Hiểu được tâm trạng của Maki, Megumi miễn cưỡng chấp nhận vai trò mới của mình, trở thành trưởng tộc đời tiếp theo của gia tộc Zenin. Ngay cả Jinichi Zenin cũng đồng ý rằng Megumi phù hợp với vai diễn này hơn Naoya. Nhiều thành viên khác trong gia tộc muốn hàn gắn mối quan hệ của họ với gia tộc Gojo. Ngoài ra, Megumi còn là bạn của Noritoshi, người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Kamo.
ý tưởng liều lĩnh ám sát cậu ta của Naoya sẽ làm tổn hại đến vị thế của gia tộc trong Ngự Tam gia. Sau cuộc gặp với Tengen, Megumi đã chính thức cho phép Maki vào kho trú cụ của gia tộc. Cô dùng chìa khóa để vào căn phòng và bắt gặp cha của cô là Ogi Zenin ở bên trong. Biết trước âm mưu của Maki, Ogi đã cất giấu toàn bộ chú cụ và làm Mai bị thương để dùng làm con tin. Ogi và Jinichi đã nghĩ ra một kế hoạch có tổ chức hơn để loại bỏ Megumi. Mặc dù cậu ta phù hợp hơn Naoya, nhưng họ từ chối giao toàn bộ địa vị tài sản của gia tộc cho cậu. Sau những sự cố tại Shibuya, Satoru đã vĩnh viễn bị lưu đày khỏi thế giới chú thuật sư. Nguyên nhân do bị xem là đồng phạm trong biến cố đó. Chính vì vậy nếu ai gỡ bỏ phong ấn cho thầy Năm sẽ bị coi là đồng phạm. Nên kế hoạch giết chết Megumi, Maki, Mai và lấy lý do xử tử vì âm mưu gỡ bỏ phong ấn cho Satoru sẽ không làm ảnh hưởng đến vị thế của họ trong Ngự Tam gia. Tuy nhiên sau sự hy sinh của Mai, trong cơn thịnh nộ báo thù của Maki dành cho đứa em gái của mình, Maki đã tàn sát hết cả gia tộc, từng người một đều nằm xuống trước lưỡi kiếm của cô. Dù có gặp khó khăn một chút trong khi chiến đấu với Naoya, nhưng cô vẫn có thể đánh bại được hắn ta. Khuôn mặt của Naoya bị đập nát sau trận chiến, nhưng hắn vẫn sống sót. Maki đến thăm mẹ cô lần cuối và giáng cho bà một đòn chí mạng. Nhưng người phụ nữ đó chắc chắn sẽ đưa Naoya theo mình sang thế giới bên kia. Sau đó, Maki rời khỏi địa điểm xảy ra vụ thảm sát và tiêu diệt những thành viên khác của gia tộc không có mặt ngày hôm đó. Với cấp bậc của họ mà bị tàn phá hoàn toàn, gia tộc Zenin đã bị hai gia tộc lớn khác loại bỏ ra khỏi Ngự Tam gia. Tuy nhiên, giới thượng tầng của giới chú thuật sư vẫn cân nhắc với quyết định đó. Như vậy, gia tộc Zenin giờ chỉ còn hai người duy nhất là Megumi Fushiguro, cũng là trưởng tộc đời thứ 27, và Maki Zenin, người tàn sát cả gia tộc trừ Megumi. Tuy nhiên, cơ thể của trưởng tộc Zenin giờ đã là của Sukuna. Chẳng nhẽ nào tác giả lại để cho vua Nguyên Hồn trở thành người tiếp theo nắm quyền gia tộc Zenin sao? Một ý tưởng nghe qua cũng khá thú vị đấy chứ, nhưng điều này sẽ khiến nhiều fan của Megumi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Khi mà sau khi có khá nhiều tin đồn về việc cậu có thể đã chết sau khi Sukuna trở về hình dạng nguyên thủy của hắn. Con số 236 sẽ mãi ám ảnh những người hâm mộ Jujutsu Kaisen khi Gege Akutami đã quyết định cho Sukuna cắt Gojo Satoru làm hai phần. Điều này cũng khiến cộng đồng mạng, không chỉ có các fan anime manga nói chung, thậm chí những cộng đồng lớn khác cũng phải xôn xao. Hàng nghìn người hâm mộ đã thể hiện sự phẫn nộ và một số ít cũng đã chấp nhận số phận của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Gege đã phải rất can đảm mới dám đưa ra quyết định này, nhưng mọi thảm họa vẫn chưa kết thúc ở đó. Jujutsu Kaisen Chap 237 đã ra mắt được một thời gian và mọi người lại đội cho mình chiếc mũ bảo hiểm lên để suy đoán về cái kết của một nhân vật nào đó. Trong chương này, chúng ta thấy thần sấm Hajime Kashimo tham gia trận chiến và thách đấu Sukuna, trong khi Uraume xuất hiện để giao cho Sukuna chú cụ mà Yorozu đã lập kế ước để tạo ra nó trước đây. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra và thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn. Nhưng ở trang cuối cùng, chúng ta thấy một diễn biến gây sốc. Sukuna tiết lộ hình dạng thật của mình. Đúng vậy, người có bốn cánh tay mà người hâm mộ có thể biết đến trong các câu chuyện liên quan đến hắn. Mặc dù diễn biến này đáng được cường điệu và tạo sự phấn khích cho khá nhiều người theo dõi, nhưng điều này có thể là tin xấu đối với trưởng tộc Zenin Megumi, vì những lời thoại ở cuối chương và một số sự thật khác chỉ ra một cái kết đáng tiếc khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại mang đến khả năng Megumi sẽ chết? Có rất nhiều lý do tại sao. Cuộc chiến giữa vua Nguyên Hồn và chú thuật sư mạnh nhất hiện tại, nếu để so sánh, nó không khác gì chúng ta đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Đó là một cuộc chiến, trong đó các điều kiện lãnh địa và thời gian liên tục thay đổi được tính bằng mili giây, chỉ mang lại một chút lợi thế cho cả Sukuna và Satoru. Sukuna chiếm lợi thế và thấy năm thất bại là chuyện chúng ta có thể đoán trước được. Tuy nhiên, có một người khác đã tự mình gánh chịu hàng loạt tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Không có ích gì khi đoán đó là ai, tất nhiên là Megumi rồi. Sukuna có thể thoát ra ngoài mà không bị tổn hại gì, ngay cả sau khi chịu ảnh hưởng từ vô lượng không xứ. Tất cả là do hắn đã khiến linh hồn của Megumi phải chịu mọi tổn thương. Điều này đã đủ chứng tỏ sự tuyệt vọng với các fan của trưởng tộc nhà Zenin rồi. Ngay cả khi Megumi còn sống vào thời điểm này, thì cũng không thể nói trước được tình trạng của cậu ấy sẽ ra sao. Trên hết, trong lời dẫn chuyện cuối cùng của Jujutsu Kaisen Chap 237, điều chúng ta chờ đợi nhất chính là chứng kiến hình dạng thực sự của Sukuna cuối cùng cũng được diễn ra. Tuy nhiên, đối với những người hâm mộ nhân vật Megumi, thì đây chẳng khác gì một thông báo về cái chết của cậu. Transformation After Incarnation, tạm dịch biến đổi sau khi nhập thể. Điều đó có nghĩa là Sukuna đã hoàn toàn biến đổi thành con người thật của mình sau khi tái sinh trong cơ thể của Megumi. Nó có vẻ hợp lý nếu xét đến lời nói của người dẫn chuyện. Megumi không còn được tìm thấy sau chuyện này và người ta chỉ có thể hy vọng cậu ấy sẽ khỏe lại. Trước đấy, Sukuna luôn để mắt tới Megumi
Thậm chí hắn bị ám ảnh đến mức cứu mạng cậu ta một vài lần. Nhưng điều đó không còn xảy ra từ khi hắn chiếm được cơ thể của cậu nữa. Giờ đây quá trình tái sinh của Sukuna đã hoàn tất. Không có gì có thể ngăn cản hắn ta vứt bỏ linh hồn của Megumi như một con búp bê rẻ rách không hơn không kém. Thứ hắn khao khát ở cậu chính là thuật thức thập trùng ảnh pháp thuật và thức thần Mahoraga. Nhưng đó chỉ là để vượt qua khả năng của Phổ Hạ Hạn. Bây giờ thầy Năm không còn nữa, Sukuna không còn cần phải quá lo lắng. Chúng mình sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào về cái chết của Megumi mà không có căn cứ chắc chắn. Chúng ta có một số gợi ý do chính Gege đưa ra trong quá khứ, cho thấy điều này có thể là điểm báo trước về cái chết của cậu ấy. Registar là một chú thuật sư từ quá khứ được tái sinh trong Tử Diệt Hồi Du và là một trong những kẻ thù mạnh nhất mà Megumi phải đối mặt. Mặc dù có sở hữu thuật thức bẩm sinh độc đáo và mạnh mẽ, được gọi là Saikesho, bằng cách đốt cháy một sổ liên lạc chẳng hạn, như biên lai có năng lượng bị nguyền rủa, Reggie có thể tái tạo bất cứ thứ gì được viết trên đó thành tồn tại, dù đó là vật chất hay phi vật chất. Các vật phẩm được tái tạo có thể được ra lệnh như thức thần, nhưng chúng sẽ biến mất sau khi thực hiện. Bất chấp chiến thắng của Megumi, những lời cuối cùng của Reggie trong chương 173 có thể là điềm báo trước cho tương lai. Nếu bạn không nhớ những gì ông ta đã nói, chúng mình xin được nhắc lại. Hãy cứ để cho số phận chơi đùa với cậu trước khi cậu chết, giống như một tên ngốc vậy. Reggie có thể đã đoán trước được con đường tương lai của Megumi trước khi hắn ta ra đi. Chúng ta hãy nhớ lại những gì đã xảy ra ở chương 212. Megumi cuối cùng cũng đã gặp Sumiki sau một thời gian dài. Và trước sự ngạc nhiên của cậu, cô ấy là người chơi chuyển sinh, chứ không phải là người chơi thức tỉnh như anh đã nghĩ ngay từ đầu. Yorozu, một chú thuật sư từ quá khứ đã tái sinh trong cơ thể của Sumiki. Trong khi đó, Sukuna đã đưa ra lời thề ràng buộc với Yuji. Trong đó Sukuna sẽ kiểm soát cơ thể của cậu ta trong một phút và đổi lại hắn ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Sukuna sau đó đã sử dụng lời thề ràng buộc và xé ngón tay của chính mình. Megumi cố gắng ngăn chặn hắn ta bằng cách triệu hồi những thức thần bóng tối của cậu. Nhưng Sukuna ngăn chặn chuyện này và buộc Megumi ăn ngón tay mà hắn ta đã xé ra, chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Megumi. Trong Jump Festa 2019, Gege Akutami đã được hỏi về phần cuối của Jujutsu Kaisen và đây là những gì anh ấy đã nói về nó. Một trong số họ sẽ chết, hoặc chỉ một người còn sống, những người còn lại sẽ chết. Theo như tình hình hiện tại, thầy Năm chính là người đầu tiên ra đi. Còn về phía Nobara, chúng ta vẫn chưa có bất cứ một tin tức nào của cô kể từ sau những sự kiện ở Shibuya. Tuy nhiên như Arata Nita đã nói, dù khả năng sống sót của Nobara không phải là không có khả năng, nhưng cũng đừng quá hy vọng vào điều đó. Như vậy, những fan của cô nàng này cũng hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết của cô ngay đi nhé. Từ đó chúng ta có thể ngầm xác định rằng khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn trong lời nói của Gege và có vẻ như tác giả cũng đang trêu đùa về cái chết của Megumi. Điều này có vẻ như sẽ trở thành sự thật vào lúc này. Những điểm báo không chỉ dừng lại ở đây. Gojo Satoru đề cập rằng trong quá khứ, người đứng đầu gia tộc Zenin và gia tộc Gojo đã từng có một cuộc đối đầu với nhau. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai gia tộc này vốn đã không hề tốt đẹp. Nhưng đó không phải là tất cả. Đó là cuộc chiến giữa một người trong gia tộc Zenin sử dụng thuật thức thập trùng ảnh pháp thuật và một người đứng đầu gia tộc Gojo có vô hạ hạn với lục nhãn. Đoán xem ai có những khả năng đó ở thời điểm hiện tại? Megumi và Satoru. Và vì cả hai đều chiến đấu với nhau theo một cách nào đó, khi Sukuna ở trong cơ thể của Megumi thì sẽ hoàn toàn hợp lý nếu cả hai thực sự đều chết. Đó là sự lặp lại của lịch sử. Dấu hiệu về cái chết của Megumi đang hiện lên ở khắp mọi nơi. Hiện chưa có thể kết luận được gì, nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra như vậy thì rất có thể Megumi thực sự đã chết sau khi Sukuna tái sinh. Đây chỉ là suy đoán, xem xét đủ loại gợi ý và điểm báo và sẽ thật ngu ngốc nếu đi đến bất kỳ kết luận nào và chứng tỏ mình hoàn toàn sai. Nhưng nếu chúng ta không suy đoán thì việc hiểu được bất cứ điều gì có gì thú vị. Nhưng nếu thêm hy vọng, thì có cách nào để cứu được Megumi hay không? Như chúng ta đã biết trong khoảng thời gian gần đây, tác giả Gege Akutami bắt đầu tung ra những trang truyện bổ sung trong một số chap ông còn thiếu, cụ thể là chap 213. Nhưng có liên quan gì đến việc cứu mạng Megumi? Thực ra là có liên quan rất mật thiết đến chuyện giải cứu Megumi. Chúng ta cần nhớ lại điều này. Hana Kurusu chính là vật chứa của Angel. Nhưng khác với Yuji và Sukuna, Angel sống cộng sinh với Hana, khiến cô có quyền kiểm soát cơ thể của mình. Thuật thức bẩm sinh của cô cho phép Hana có thể vô hiệu hóa tất cả các nguyên hồn, bao gồm cả các thuật thức như rào chắn và các loại phong ấn như ngục môn cương. Ngoài ra, Angel còn có khả năng đưa những người có cơ thể đã hợp nhất với các chú vật thông qua tái sinh trở lại trạng thái ban đầu, mặc dù điều này phải trả giá bằng cái chết. Và ngay từ ban đầu, nếu Hana bình tĩnh hơn mà không để Sukuna lừa, thì cô đã tách được phần linh hồn của Sukuna ra khỏi cơ thể của Megumi. Và đó là những lập luận của chúng mình về vấn đề đang khá là nổi cộm này. Vậy mọi người còn nghĩ ra phương pháp nào giúp tác giả Gege Akutami cứu Megumi hay không? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình.
Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!